Sau lần gãy đổ cuộc hôn nhân đầu tiên, anh đã không được gặp con trai. Đó là điều đau buồn và hối tiếc của Kim Tiểu Long. Lúc nào tôi cũng thương, cũng quý Thanh Ngân, nhưng cuộc sống nào cũng có những va chạm, mâu thuẫn ngoài ý muốn của mình. Tôi cũng chỉ nói được rằng, tình yêu nào cũng đẹp nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng đẹp. Tôi và Thanh Ngân không có số vợ chồng nhưng ít ra chúng tôi đã cùng đi với nhau được một quãng đường đủ dài. Và lại, mọi thứ trên cuộc đời này đều là tùy duyên giữa tôi và thanh ngân gọi là hết duyên nhưng tôi tin rồi đến một lúc nào đó chúng tôi lại gặp lại với tư cách một người bạn chúng tôi gặp nhau khi còn khá trẻ giờ ai cũng đã lớn có cuộc sống riêng những gì hạnh phúc của một thời tôi sẽ lưu giữ lại như một kỷ niệm đẹp cho mình khi về già nhiều người hỏi tôi sao không cố gắng liên hệ để làm hòa tôi muốn làm bạn chứ đâu phải không chỉ là do cái duyên của tôi và người ấy chỉ được đến như vậy thôi thì cũng đâu thể làm gì được những chuyện đã qua, ai cũng biết hết rồi. Tôi cũng xin phép được khép lại để quá khứ ngủ yên. Tôi càng không muốn những chia sẻ của mình ngày hôm nay lại thêm một sự tổn thương hay đau lòng cho một người nào khác. Còn đứa con lớn 12 tuổi của tôi, con trai của Kim Tiểu Long và Thanh Ngân, đã là con thì tôi không bao giờ bỏ, kể cả bây có sống với ai đi chăng nữa. Tôi tin con mình tới một lúc nào đó đủ lớn khôn sẽ biết cha của nó là ai. Tôi vui và tự hào vì sau những sóng gió ông trời đã cho mình gặp được người vợ hiện tại. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ, lối sống phương Tây nhưng tư tưởng rất nề nếp kiểu Việt. Chúng tôi đến với nhau bằng tình thương và sự cảm thông. Đúng là tôi hạnh phúc vì có một mái ấm gia đình tại Mỹ, nơi có đứa con trai tên Trường Bảo Phước rất dễ thương. Cháu lớn lên từng ngày, khó khỉnh và ngoan hiền. Nhưng rất buồn vì gần 10 năm qua tôi chưa gặp lại con trai chung với người vợ cũ của mình tên Tiểu Long Nhi. Do hận chồng, mẹ của cháu đã tách tôi khỏi con mình. Nhưng tôi tin rằng lá dụng sẽ về cội, rồi con tôi lớn khôn sẽ biết cha của nó là ai và tìm về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.